Và thứ hai nữa là trước khi bà con bắt con giống bên trang trại tôi là trang trại tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bà con, là một. Thứ hai là tôi sẽ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con là từ 10 năm đến 15 năm để bà con yên tâm chăn nuôi. Cái giá hiện tại bây giờ tôi đang bao tiêu cho bà con trên cả nước là bây giờ là 2 triệu đến 2 triệu 2 trên 1 kg. Dạ. Khi nào bà con chăn nuôi mà có hàng thịt thì bà con không phải chở con hàng thịt tới trại tôi, và bà con chỉ báo cho tôi thôi thì là tôi sẽ cho anh em đến tận nhà bà con cân đúng theo hợp đồng. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Ở bên cạnh tôi đây là anh Mạnh, là người đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và phát triển những cái dòng động vật hoang dã. Và hôm nay thì anh Mạnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia, chia sẻ tới bà con một giống vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất hiện nay và đang được bà con rất là ưa chuộng cũng như đang được bà con rất là quan tâm ạ. Em chào anh Mạnh ạ. Anh chào em. Tôi xin chào kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Tôi xin chào toàn thể bà con trên cả nước. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Mạnh. Dạ. Tôi đã nuôi con động vật hoang dã này là rất là nhiều năm nay rồi. Sang năm 2024 này là tôi tròn 20 năm. Và hôm nay tôi cũng rất vui được kênh ghé qua trang trại của tôi. Có địa chỉ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dạ, anh Mạnh ơi, trong suốt thời gian qua khi đi thực hiện chương trình và có ghé thăm gia đình của một số bà con đang chăn nuôi và phát triển cái con cày vòi mốc mà trang trại anh Mạnh cũng đang rất là phát triển này đây, thì em được nhận một thông tin đó là anh Mạnh trong suốt thời gian qua thì anh cũng đã hỗ trợ và giúp đỡ rất là nhiều bà con mình chăn nuôi cái giống cày vòi mốc này, đặc biệt là mình có một cái chính sách đó là hỗ trợ cung cấp con giống cho bà con. Vậy thì không biết là cái chính sách này là mình áp dụng như thế nào với anh? Hôm nay thì nhân tiện chương trình thì chính vì có cái thông tin đó và cũng có rất là nhiều bà con không có vốn, thiếu vốn và muốn chăn nuôi cái về mốc này thì đang rất là quan tâm đến cái chính sách này. Thì hôm nay anh Mạnh có thể chia sẻ tới quý bà con kỹ hơn về cái chính sách của anh không ạ? Vâng, thưa toàn thể bà con, trước kia ấy thì tôi cũng xuất phát từ nông thôn lên và tôi cũng nhờ chăn nuôi con được như ngày hôm nay thì tôi cũng là nhờ chăn nuôi con cày vòi mốc này. Và chính vì thế nên là nhiều hộ dân có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Và tôi cũng nghĩ lại, cũng lập lại cũng như kiểu cái hoàn cảnh của tôi trước đây và bản thân tôi đến bây giờ, và tôi cũng không phải lo đến vấn đề là tài chính và tiền bạc nữa. Chính vì thế trong vài năm trở về đây nên tôi cũng có đưa ra cái chính sách hỗ trợ con giống cho bà con để bà con chăn nuôi thoát nghèo. Dạ, vì là như em được biết là cái hiệu quả kinh tế từ cái con cày vòi mốc này thì nó rất là cao. Theo em được chia sẻ thì là nó cũng phải mang lại cái hiệu quả kinh tế là 50-55, có khi là đến 60 triệu đồng trên mỗi một đầu con mẹ sinh sản trên một năm, đúng không anh? Đúng rồi. Như vậy thì với những bà con mà có hoàn cảnh khó khăn, đây đúng là một cái hiệu quả kinh tế rất là lớn, và gần như là bà con mình có đi làm công nhân cả một năm cũng không tích lũy được một cái số tiền lớn như thế, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Và nghe được cái chính sách của anh Mạnh thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bà con quan tâm, cũng như là đã có rất là nhiều bà con được anh Mạnh hỗ trợ giúp đỡ thì cũng rất là biết ơn những cái tấm lòng của anh Mạnh rồi. Vậy thì khi mà bà con mà là người mới mà chưa biết gì về con cày vòi mốc này mà bắt tay vào chăn nuôi nó thì nó có khó khăn gì không anh? Tôi xin chia sẻ với toàn thể bà con, nuôi con cày vòi mốc này nói bảo đơn giản thì cũng nó cũng rất là đơn giản, còn nói về khó thì khó với người không chịu tìm tòi, không chịu hiểu biết về đặc tính của con này nó ra sao thì nó rất là khó. Ví dụ như là bà con nào mà có sở thích đam mê chăn nuôi con này thì tôi cũng có một lời khuyên. Tôi cũng có một lời khuyên là lên tìm hiểu cho thật kỹ và lựa chọn những cái trang trại nào thật kỹ, sau đó là bà con mới bắt tay vào chăn nuôi. Ví dụ như trang trại tôi chẳng hạn thì bà con có thể là alo trực tiếp cho tôi và có thể là đến trực tiếp trang trại tôi. Thứ nhất là đến thăm quy mô trang trại tôi là một. Thứ hai là đến thực tế xem con giống, sau đó là có thể là gặp tôi và tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn bà con và đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình bà con chăn nuôi và phát triển con này. Dạ, và đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Đúng. Và nhất là có những cái chính sách hỗ trợ rất là ưu ái của trang trại anh Mạnh thì bà con mình không có lý do gì mà bà con mình không đến tận nơi cũng như là được trực tiếp tham quan mô hình, trực tiếp tìm hiểu kỹ hơn về mô hình và cũng trực tiếp được anh Mạnh hướng dẫn một cách tận tình nhất. Vâng. Thì khi đó bắt tay vào chăn nuôi bà con cũng sẽ thuận lợi nhất, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, vậy thì anh Mạnh ơi, vậy thì như cái con cày vòi mốc này thì trong quá trình mà anh chăn nuôi thì anh thấy là nó có cái dịch bệnh gì không anh? Thật ra con cày vòi mốc này ấy, thì là nó là con động vật hoang dã nên là nó không có dịch bệnh. Ví dụ như là bà con nuôi con lợn chẳng hạn, nó dịch virus, ví dụ một con này nó bị mắc bệnh nó có thể là chết cả trại luôn. Dạ. Nhưng con cày vòi mốc này
nó là con động vật hoang dã nên cái sức đề kháng của nó rất là tốt. Dạ. Nó không bị dịch bệnh virus mà nó chỉ có bệnh thông thường, ví dụ như là đau bụng đi ngoài. Dạ. Thì nói cái nỗi bệnh đau bụng đi ngoài là do mình, đó là nguồn thức ăn. Thì bà con lưu ý cho tôi là đảm bảo cái nguồn thức ăn, vì cái nguồn thức ăn con này nó rất là đơn giản thôi, là nó ăn tất cả những hoa quả có vị ngọt vị thơm. Là bà con không nên tận dụng cái hoa quả nó bị dập nát quá, tận dụng quá là nó, đôi khi nó ăn vào nó đau bụng đi ngoài. Thứ hai nữa là không bị chất bảo quản. Thứ ba nữa là cái con này là 4-5 giờ chiều, như trang trại tôi là cho mỗi con ăn một chén cháo. Dạ. Gọi là bát con cháo. Thì là để vì cái cháo để qua đêm, thì sáng sau là bà con nhớ cho tôi là vệ sinh sạch sẽ, đổ hết cái cháo thừa đi. Không thì vô tình bà con lười một chút là để lại cái cháo thừa đó, là vô tình là con trồn nó ăn vào cái cháo thừa đó để qua đêm nên là nó bị thiêu, thì đôi khi nó đau bụng đi ngoài. Dạ. Đấy. Còn nếu mà nó con nào mà nó đau bụng đi ngoài thì bà con lưu ý cho tôi là trước tiên là bà con có thể dùng những cái quả có vị chát một chút, ví dụ quả chuối nó chín tới này, hoặc nó vẫn còn chát chát đấy, hoặc quả quả ổi có vị. Dạ. Chát, bà con cho nó ăn. Nếu mà nó khỏi thì là ok. Còn ví dụ như là nó nặng hơn một chút nữa thì bà con có thể mua cho tôi cái men tiêu hóa cho nó uống, là hôm sau 1-2 hôm sau là nó khỏi thôi. Đấy. Dạ. Là cái bệnh của nó rất là đơn giản. Dạ. Vậy thì anh ơi, vậy thì như em thấy là chuồng trại chăn nuôi của mình thì nó cũng khá là đơn giản so với lại những cái con vật nuôi khác, thì nó cũng vừa là diện tích của nó chiếm rất là ít, vì là mỗi một ô chuồng rất là nhỏ như thế này thôi là anh đã chăn nuôi được một cá thể rồi. Đúng. Và hơn nữa là em thấy là hệ thống làm mát của trang trại mình nó cũng rất là đơn giản thôi, mình sử dụng quạt dàn phun sương, thì đây là những cái rất là đơn giản trong chăn nuôi rồi. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho bà con được biết là để mà chăn nuôi cái con này thì cái điều kiện chuồng trại của nó thì nó có cần như thế nào để mình áp dụng chăn nuôi được hiệu quả không anh? Thưa toàn thể bà con, nếu bà con nuôi con này thì tôi hôm nay tôi cũng chia sẻ với toàn thể bà con là nói về chuồng trại con này nó cũng rất là đơn giản thôi. Bà con có thể tận dụng cái nhà, cái chuồng gà, chuồng lợn đấy, là bà con có thể là tu sửa lại một chút, và sau đó là bà con có thể hàn cái chuồng, vì con này nó là nuôi nhốt mà, thì bà con có thể hàn cho tôi cái mẫu chuồng. Ví dụ như là tôi cũng hướng dẫn rất nhiều lần với toàn thể bà con rồi. Dạ. Là cứ chia ra mỗi ô là 6-70 phân, chiều dài là 2 mét, chiều rộng là 1 mét, chiều cao là 50 phân, thì làm cho tôi là 48 phân thôi. Dạ. Và giữa cái vách ngăn này thì bà con ngăn cho tôi là cái viên gạch, để tác dụng của nó là bà con có thể là rốt con cái và con đực con cái, khi nào nó đòi phối giống thì bà con không phải bắt đi bắt lại, bà con chỉ phải rút viên gạch ra là để cho con cái và con đực nó sang nó phối nhau, là cái thuận tiện, là nó thuận tiện nhất đối với cái mẫu chuồng này. Dạ. Đấy, thì đấy là còn đấy là cách thức chuồng trại. Và bà con lưu ý cho tôi là cái nhiệt độ chuồng trại nữa. Nói về nhiệt độ chuồng trại thì làm sao là cái nhiệt độ chuồng trại của bà con nó rơi vào tầm 35-36 độ trở xuống là thích hợp nhất. Còn ví dụ trên 35-36 độ thì có như trang trại tôi có nhiều hình thức giảm nhiệt, đó là lắp thêm dàn phun sương, hoặc là tưới mái, hoặc là có thể là căng thêm một lớp lưới đen nữa để nó giảm nhiệt, để cho con chuồng này nó phát triển cho tốt. Dạ. Và vậy anh Mạnh ơi, vậy thì như lúc đầu anh có chia sẻ là khi mà bà con đến trang trại mình tìm hiểu về con giống thì trang trại mình sẽ chia sẻ về cái kỹ thuật chăn nuôi đúng không ạ? Vậy thì với những bà con mà bắt con giống tại trang trại anh thì có phải là mình bắt con giống xong là xong, hay là mình có cái sự đồng hành về kỹ thuật, hay là cái đầu ra cho bà con có được đảm bảo không ạ? Trang trại tôi thì là như này. Ví dụ như là bà con nào mà trước khi bắt tay vào làm chuồng trại thì bà con có thể là alo cho tôi này, và tôi có nhiều chính sách hỗ trợ bà con, và có thể là tôi sẽ hỗ trợ là tôi sẽ cho một người kỹ thuật chính nên hướng dẫn bà con làm chuồng trại. Khi nào bà con làm chuồng trại xong rồi, ai là người chăn chính, có thể là tôi mời người đó xuống trực tiếp trang trại tôi ở cùng với anh em chăm sóc con này. Khi nào nắm chắc được phần kỹ thuật rồi thì bên tôi với bàn giao con giống. Khi nào bàn giao con giống mà bên bà con mà cần vận chuyển về cho đến tận nhà bà con. Dạ. Và thả con giống cho bà con, và thậm chí là tôi có thể cho người kỹ thuật đó ở nhà bà con vài ngày. Khi nào bà con nắm chắc được phần kỹ thuật rồi thì tôi mới cho kỹ thuật của tôi về. Và thứ hai nữa là trước khi bà con bắt con giống bên trang trại tôi, là trang trại tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bà con, là một. Thứ hai nữa, tôi sẽ ký hợp đồng
bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con là từ 10 năm đến 15 năm để bà con yên tâm chăn nuôi. Cái giá hiện tại bây giờ tôi đang bao tiêu cho bà con trên cả nước là bây giờ là 2 triệu đến 2 triệu 2 trên 1 kg. Dạ. Khi nào bà con chăn nuôi mà có hàng thịt thì bà con không phải chở con hàng thịt tới trại tôi, và bà con chỉ báo cho tôi thôi thì là tôi sẽ cho anh em đến tận nhà bà con cân đúng theo hợp đồng. Cái thứ năm nữa là trang trại tôi sẽ có cái chính sách là bảo hành về sinh sản cho và sức khỏe cho bà con, là ví dụ như bà con nào vào cái loại đã trưởng thành thì trang trại tôi sẽ bảo hành về nhà bà con. Ví dụ như bà con vào cái loại đã trưởng thành, đã sinh sản rồi ấy, và bên tôi đang ghép đôi phối giống chuẩn bị sinh sản lứa thứ nhất hoặc lứa thứ hai ấy, về nhà bà con là có 2 tháng trên dưới 10 ngày là nó sinh sản, thì con nào mà nó đẻ kém không đạt tiêu chuẩn bà con cũng có thể là alo cho tôi, và trang trại tôi sẽ hỗ trợ đổi trả cho bà con mẹ khác là phải đẻ từ 3 đến 4 con trở lên. Và nếu như bà con thiện chí mà muốn chăn nuôi cái con cày về mốc này và đặc biệt là quan tâm đến những cái chính sách mà bên trang trại anh Mạnh đã đưa ra thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Mạnh theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình để anh Mạnh sẽ có thể hướng dẫn cũng như là chia sẻ thật kỹ về những cái chính sách này, đúng không ạ? Dạ, và em thay mặt bà con và thay mặt chương trình cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Anh cảm ơn em, cảm ơn chương trình. Dạ, nếu như bà con đang có ý định tìm hiểu chăn nuôi cày về mốc này thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Mạnh theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.